Hello, xin chào tất cả các bạn. Công ty điện tử Nghe Nhìn Hải Tâm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang cực kỳ kín đáo. Đó chính là chiếc ổ cắm Liwa camera. Với cái chiếc ổ cắm Liwa camera này thì nó vẫn hoạt động và sử dụng như một chiếc ổ cắm Liwa bình thường. Ba cái lỗ này đều sạc được, gọi là sử dụng được như bình thường nhé. Và bên trong nó, kỹ thuật bên mình đã cấy cho mình một con chip, một con camera siêu nhỏ vào bên trong đây. Bạn nhìn này, đây chính là chiếc camera. Và chiếc camera này hoạt động độc lập luôn. Đấy, ổ cắm vẫn sử dụng bình thường và chiếc camera này vẫn hoạt động bình thường. Đấy, giúp chúng ta có thể sở hữu được một chiếc camera ngụy trang cực kỳ là kín đáo và tinh vi. Không ai có thể phát hiện được đây là một chiếc camera cả. Nên các bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm dòng sản phẩm camera ngụy trang kín đáo thì alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345 cho mình để mình có thể tư vấn và hỗ trợ các bạn tìm kiếm được cái dòng sản phẩm phù hợp với mục đích nhu cầu sử dụng nhất của mình. Còn với cái chiếc cam này thì nó hoạt động nó tương tự như một cái chiếc V99 chạy trên cái nền ứng dụng là HD WiFi Cam Pro. Và ngay sau đây mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng cái chiếc camera ngụy trang ổ cắm Liwa này. Các bạn nào đang có nhu cầu mua hàng, alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345 và kết bạn Zalo số điện thoại này luôn. Và đặc biệt là những cái bạn nào mà đăng ký kênh, các bạn nào đang có nhu cầu mua thì đăng ký ngay kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi mua hàng các bạn nhé. Đây chính là bộ ổ cắm Liwa này. Cái dây này thì các bạn có thể dài ngắn tùy thích các bạn. Các bạn thích dài bao nhiêu mình có thể làm cho các bạn bấy nhiêu. Còn đây là theo nguyên bộ của nó, là cái dây này nó dài 3m các bạn nhé. Ổ cắm là 3 chạc. Các bạn có thể thích là đấu ổ cắm 5 chạc hay ổ cắm 10 chạc, đều bên mình, kỹ thuật bên mình đều có thể làm cho các bạn hết. Đấy, đây là phụ thuộc vào nhu cầu thích của các bạn. Thông dụng nhất thì đây, ba ổ cắm. Còn không tắc bật ổ Liwa chính hãng luôn. Bên trong cái camera cắm thì mắt nằm ở đây. Ngay bây giờ mình sẽ xoáy nó ra, mình cắm điện vào cho các bạn xem luôn. Test trực tiếp luôn nhá. Ổ cắm vẫn sử dụng bình thường nhá. Cắm điện vào, mình cắm một đầu vào ổ điện nhá. Đây, khi mình cắm điện này, bật lên đèn sáng. Ba ổ này cắm sạc sử dụng bình thường. Tất cả các chức năng nó như bình thường hết. Chỉ tinh vi hơn là được gắn chip camera vào đây thôi. Như mình đã nói thì nó dùng như con V99 nhá. Thì nó chạy trên nền ứng dụng là HD WiFi Cam Pro. Và cái chiếc ổ cắm này, ứng dụng này nó chạy được trên cả iOS và Android. Đây là có mình có cái máy tính bảng, thì tí nữa mình sẽ bật kết nối luôn được cả cái máy tính bảng cho bạn xem luôn. Và nó có thể xem được hình ảnh trực tiếp từ xa qua điện thoại. Tức là khi các bạn để cái ổ cắm này ở một nơi và các bạn đi đâu, các bạn cũng có thể xem hình ảnh trực tiếp từ cái ổ cắm này. Các bạn đã ở nhà nên các bạn đi làm công ty, các bạn vẫn xem được hình ảnh nó truyền trực tiếp về điện thoại cho các bạn nữa. Đấy, thì các bạn cứ tải cho mình ứng dụng HD WiFi Cam Pro về, cứ ghi nguyên như này nữa, HD WiFi Cam Pro là ra hết. Mình đã tải trước rồi thì mình hướng dẫn các bạn cài thôi. Tiếp theo các bạn vào phần cài đặt của điện thoại, cài đặt của điện thoại, sau đó các bạn vào phần WiFi. Đó, đây nó sẽ hiện ra một cái wifi là DGK-221562. Đó, thì mình chọn vào cái wifi này. Mình chọn vào cái wifi này nhá. Đó, nó đã kết nối rồi. Thì các bạn vào ứng dụng HD WiFi Cam Pro để xem thôi. Đó, rất là dễ sử dụng nhá. Đây, khi vào thì nó sẽ có màn hình nó trắng như này. Thì các bạn ấn vào cái tìm kiếm ngay cái dấu cộng nhá. Ấn vào cái tìm kiếm ngay cái dấu cộng của mình. Đó. Đấy thì nó sẽ ra một cái dòng như này. Dòng như này thì các bạn ấn vào. Đó. Rồi ấn OK. Đây nó sẽ hiện online này. Các bạn lưu ý nó hiện online là xem rồi nha. Đó. OK. Đây đang quay rồi đây. Đây các bạn nhìn này. Đó đang quay đây. Mình cầm ổ quay đây. Hình ảnh Full HD 4K nhé. Sẽ chọn độ phân giải đây các bạn này, 2K này. Chọn lên 4K cho các bạn xem Full HD 4K luôn. Đó. Quay cực rộng luôn. Đấy, được chưa? Đây
chất lượng hình ảnh đây, quay cả ngoài rời luôn nhé. Mình sẽ cho nó quay ra ngoài rời cho các bạn xem. Đây, dạ, đây, quay ngoài rời luôn, quay rất xa luôn nhé, quay rất xa luôn. Đấy, cả nhìn rõ chưa? Và nó thu được cả hình cả tiếng luôn nhé. Đây, nó thu được cả hình cả tiếng này. Các bạn muốn có tiếng thì các bạn ấn đây này. Đấy, cái này thì cực kỳ là kín đáo, thu cả tiếng luôn này. Alo, 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 đó, được chưa? Rất là nét nhé. Đây, mình để đây để mình kết nối cho các bạn thêm cái iPad để các bạn xem trực tiếp trên iPad luôn. Mình sẽ nhập. Đây, HD Wi-Fi Camera mình mới tải đây. Mình vừa mới tải cài xong nhé, mình cài trước cho nó nhanh. Vào phần cài đặt iPad cũng vậy nhé, vào phần cài đặt sau đó đây, cái DGK đây, mã DGK đây được chưa? Đã kết nối rồi này, đã kết nối rồi thì mình vào ứng dụng đã cài thôi, HD Wi-Fi Camera đây nhé. Đó, cho phép. Cái này thì nó hiện luôn này. Ấn vào xem luôn. Đó, rất là rộng luôn. Quay cực kỳ nét luôn. Chỉ riêng con cam ổ điện này. Đó, chưa? Nét chưa? Quay ra ngoài rời này. Quay ra ngoài rồi, nét luôn. Đấy, các bạn nhìn chân thật chưa? Quá nét. Hàng này thì duy nhất đơn vị nhà mình có thôi. Với cái chất lượng quay như này, ở đâu nó cũng rất là nhiều bán, nhưng mà với cái chất lượng hình ảnh mà để Full HD như này thì không phải bên đơn vị nào cũng có. Đấy, Full HD 4K nhé. Và nó hiển thị rõ hết phần trăm pin ở đây này, cho bạn xem này. Đó, rất rõ, rất nét. Rất nét luôn. Đây là mới chụp độ phân giải 2K, các bạn chọn lên 4K nhưng mà nét nữa. Đấy, trong này thì nó có phần cài đặt để các bạn xem được từ xa qua 3G 4G thì các bạn vào phần Wi-Fi này nhé. Đây, mới đầu thì các bạn ấn vào bánh răng cài đặt ngay chỗ online này. Sau đó ấn vào chỗ Wi-Fi. Đấy, vào cái phần mục Wi-Fi này nhé. Thì ở đây nó không có Wi-Fi, nếu mà có Wi-Fi thì các bạn sẽ chọn tên Wi-Fi tại nơi mình đặt cái ổ cắm này và các bạn nhập password vào là xong. Tương tự như cái V99, 100% là như vậy. Đó, đây là user, cái dòng user này là các bạn cài mật khẩu cũ nó là 123456, còn các bạn nhập hai dòng mật khẩu mới ở bên dưới, sau đó chọn role là xong, là nhập password. Tiếp theo là phần thời gian này thì các bạn có thể cài đặt thời gian cho nó. Đây, mình là múi giờ cộng 7 thì các bạn chọn múi giờ cộng 7 là được, hoặc là chỉnh trực tiếp ở trên này cũng được nhé. Đây là alarm là cái phần cảnh báo khi có chuyển động ngang qua cái mắt cam thì nó sẽ cảnh báo cho mình. Các cái này thì các bạn cứ chọn vào phần này, chọn đôn là xong, mặc định luôn. Còn cái phần là record, là record này là thẻ nhớ nhé các bạn nhé. Đấy, với cái cục camera ngụy trang ổ cắm này thì mình sẽ cài sẵn cho các bạn một cái thẻ nhớ là 32GB ở bên trong. Còn các bạn nào mà muốn dung lượng thẻ nhớ lâu hơn thì mình có thể cài đặt cho các bạn, mình tháo ra mình thay cái thẻ nhớ bộ nhớ cao hơn vào, tối đa là 256GB các bạn nhé. Còn ở cái dòng số 5 này là mỗi đoạn clip mình sẽ ghi được 5 phút, nó sẽ cách tách ra một đoạn. Các bạn nào muốn lâu hơn, đây xem mình tối đa là bao nhiêu đây, từ 5 đến 30 phút nhá, tối mắc là 30 phút, min là 5 phút. Đó, đây là chọn độ phân giải của cái video mình cần lưu, chọn 1080 rồi.
Đấy, sau đó các bạn chọn đôn thôi là xong đôn. Đây là phần reset. Reset thì các bạn nào mà khi cam vào vấn đề các bạn reset đi, chọn yes nhá. Còn đây mình không cần reset thì mình chọn no. Đó, thế thôi, tất cả cài đặt nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản và dễ sử dụng. Hình ảnh thì không ai chê được, và đặc biệt ổ cắm sử dụng như bình thường, không ai có thể phát hiện ra đây là một chiếc camera cả. Mình thẳng thế cho nhanh. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm sử dụng cái sản phẩm camera ngụy trang ổ cắm điện Niwa này thì các bạn vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 0942262345, hoặc là kết bạn có thể để trao đổi qua trực tiếp qua Zalo cho mình qua số điện thoại này, tránh các trường hợp là các bạn mua hàng ở các đơn vị khác sau đó không dùng được, quay qua gọi điện cho mình ở bên mình lừa đảo. Các bạn lưu ý mua hàng bên mình, các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn có thể qua trực tiếp cửa hàng của mình để kiểm tra và thử hàng trực tiếp tại cửa hàng. Còn các bạn nào ở xa mà không đến được thì mình có thể gửi hàng, test hàng thật kỹ rồi gửi hàng qua đường bưu điện hoặc đường xe khách cho các bạn. Và các bạn yên tâm, mua hàng bên mình mà mua qua bưu điện hoặc xe khách, các bạn đều được bóc hàng ra, kiểm tra và thử hàng trực tiếp trước khi các bạn thanh toán tiền. Nên không bao giờ bên mình có cái chuyện treo đầu dây bán thịt chó hoặc là lừa đảo. Tại vì các bạn tất cả đều được kiểm tra và thử hàng trước khi thanh toán. Không đúng hàng như giới thiệu như này thì các bạn hoàn lại về cho mình và các bạn không mất 1.000 phí nào cả. Đấy, nói thế cho nó dễ nha các bạn nhá. Tránh trường hợp là, cũng có trường hợp là rất là nhiều bạn không biết, bị những cái bên nó mạo danh bên mình đi lừa. Thì các bạn lưu ý là trước khi mua hàng thì gọi điện vào số điện thoại của mình để xác nhận, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại mình để xác nhận. Đó, mua hàng bên mình thì mua hàng online bây giờ các bạn cứ kiểm tra và thử hàng thoải mái. Đấy, dùng được ok thì mình thanh toán tiền các bạn nhé. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì cứ alo và kết bạn Zalo số điện thoại này. Đặc biệt là ưu đãi cho những các bạn nào mà đang đăng ký kênh YouTube đang phát của mình thì các bạn sẽ được miễn phí ship trên toàn quốc khi mua hàng. Và cái sản phẩm này của bên mình được bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1, không cần sửa chữa. Đấy, các bạn làm sao mà đừng đập vỡ hoặc là ngập nước là được, còn mọi vấn đề khác thì để bên mình lo. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.